Sau những thay đổi lớn ở bản cập nhật vừa rồi và cả bản fix 14.8b được Riot tung ra vào giữa đêm, thì có vẻ ở thời điểm hiện tại, meta đã dần trở nên cân bằng. Thay vì chỉ chăm chăm vào spam Kai'Sa đấu sĩ, thì giờ đây, bất kể đội hình nào cũng có được chỗ đứng riêng. Trong số đó, có một bài đấu được đánh giá là cực kỳ ổn định kể từ đầu mùa đến tận thời điểm này, chính là Định Mệnh, cũng đang được các người chơi trọng dụng trở lại. Ở video sau đây, anh chàng cầu thủ xứ Trung Hoa, Huân Mê đã có một game đấu xoay quanh Định Mệnh cực kỳ chuẩn chỉ và khéo léo. Từ đó mang về top 1 dễ dàng trong lobby toàn các đội hình hot meta. Giờ thì không dài dòng nữa, xin anh em một like, một sub rồi cùng bước vào nội dung chính nhé. Khởi đầu game đấu và hội ngộ với bát giúp người chơi lên ngay cấp 3. Sau 3 rau quái, Huân Mê nhận được mảnh cung, đai lưng và rất nhiều tướng. Vòng chọn lõi đầu tiên chỉ là những nâng cấp bạc, đổi ngay hai chiếc lõi reroll vì lối chơi này hiện tại không còn quá mạnh mẽ. Sau đó đắn đo một hồi và quyết định chọn lấy đặc quyền phú gia, nhận 10 kinh nghiệm để lên thẳng cấp 5. Thêm Illaoi và Gna kẹp cùng 3 định mệnh có sẵn. Với form bài kích được khá nhiều hệ, Huân Mê giành lấy chiến thắng đầu tiên khá dễ dàng. Rau kế tiếp gặp đối thủ mạnh khi họ đã có Gna 2 cũng như lên 5. Sujin được tối ưu cho Kindred. Bài của họ đã tối ưu mọi thứ để đánh win streak nên một thất bại là không thể tránh khỏi dành cho Huân Mê. Nhà này còn có cả AF2 từ rất sớm, cầm kiếm tử thần và chỉ cần vài bắn đã dọn sạch cả sân. Đi chợ, anh nhặt về Thresh cùng nước mắt. Về đến nhà, thay hắn vào chỗ Yasuo để lấy thêm tí tanh. Đối thủ bên kia chọn lõi quá sức gánh vác và hướng đến chuỗi thua. Bài của họ thì toàn tớ một tiền, lại còn là thiếu nhi nên khá dễ thở cho anh Huấn. Đối thủ cuối cùng ở vòng này cũng không mấy mạnh mẽ, đang xoay quanh các tướng cao cường để hack kinh nghiệm. Thresh búp lớp giáp ảo quá dày, khiến sát thương từ Ari 1 là không xi nhê, nhờ vậy có được một chiến thắng nữa để giữ máu. Bầy đá rơi ra kháng phép, giáp lưới và thêm giọt nước mắt. Đồ đạc như thế này thì lại quá đẹp để đóng ngay thú tượng cho Illaoi cùng combo bùa xanh, nhanh Naso để Kindred cầm tạm. Gặp phải nhà Gna, quá sức gánh vác mang về rất nhiều mảnh trang bị, nhưng họ chỉ tối ưu được huyết kiếm cho gã Yodo. Bấy nhiêu đó là chưa đủ để giúp hắn ta hạ gục các tanker. Kindred một bên chỉ việc nhảy nhót spam chiêu rồi mang về thắng lợi nguyên sàn. Vòng chọn lõi thứ hai, lần này là những nâng cấp bậc vàng. Huân Mê làm một tí tip and trick khi chỉ để lại các tướng định mệnh trên sân rồi rôn lõi. Thế là sau đó anh có ngay huy hiệu định mệnh. Cái thế quá đẹp cho thầy huấn của chúng ta. Form bài kích rất nhiều hệ, đồ đạc thì chuẩn sách giáo khoa, nhờ vậy nên anh thắp luôn ngọn lửa win streak. Hội ngộ với Morgana và được chọn giữa nâng cấp tướng 2 vàng tiếp theo hoặc nhận tiền. Anh Huấn thì chắc chắn sẽ lấy tiền rồi áp thẳng lên 7 để kẹp Yasuo vào kích 5 định mệnh. Nhờ pha này nên sau đó đấm cả ông AF2 sao nguyên sàn, đồng thời chấm dứt cái chuỗi 100 máu của họ. Đến vòng chọn chung, ra lượt cuối nên không có nhiều lựa chọn, đành nhặt về Alun cầm đai máu. Thresh cũng tự cống hiến mà lên 2, bổ sung thêm lượng chống chịu cho toàn đội. Vòng này đối thủ đang đép bằng Alun 2 cầm 3 đồ. Sát thương từ cô nàng thuật sĩ là cực kỳ lớn, chưa gì đã đánh xuyên qua lớp giáp ảo của các định mệnh. Thresh bắp thêm lá chắn nhưng vẫn không trụ được quá lâu. Ngưỡng kết liễu của hắc ám giúp cô dọn sàn cực nhanh, chỉ còn lại Kindred sống sót. Cũng may nhờ cầm đồ chuẩn, vẫn kịp nhảy pha cuối để ra chiêu kết thúc combat, bảo toàn chuỗi win. Rau cuối của vòng này, đụng độ với đối thủ cũng đã lên 7 với form đép bằng sử gia, xạ thuật sư quen thuộc. Dù chỉ là một sao nhưng sát thương đốt từ Teemo vẫn đủ để thiêu rụi dàn tướng nhà anh Huấn. Combat cực căng thẳng. Đến tận overtime mà cả hai bên vẫn đang ăn miếng trả miếng. Cầm sẵn cái đai máu và lắp ngay cho Kindred khi cảm thấy sắp thua. Nhờ pha già dơ này nên anh vẫn giữ được chuỗi. Bầy sói sau đó rơi ra kiếm, váy, nước mắt, mảnh giáp và tiền. Bước qua 4.1 cũng là lúc Huân Mê lên 8. Syndra thì đã có sẵn từ trước nên chỉ cần thay vào sân cầm đồ. Tiếp tục xả tiền có thêm On, tanker quan trọng trong đội hình định mệnh. Kane được anh bắt Vuver thôi nhưng đã cống hiến lên 2 sao nên là cũng được cho vào nốt. Tối ưu các mảnh đồ đang có trước khi đối đầu với một nhà cũng đã xả tiền và có Kai'Sa 2. Sát thương từ ái nữ hư không là có, nhưng vẫn không thể clear sàn nhanh bằng bộ đôi Kane Syndra. Vòng này Huân Mê tiếp tục áp đảo đối thủ. Những chiếc lõi vàng tiếp tục xuất hiện ở vòng chọn cuối cùng. Lại bày trò ảo thuật để tìm cái gì đấy, nhưng có vẻ bất thành nên anh Huấn lấy về lập đội, nhận một trang bị hỗ trợ cùng hai tướng bậc 4. Nâng cấp được Syndra 2. Sau đó chỉ phải chạm trán với một nhà nghẹo thần tài. Bài ông này thì chả có gì ngoài tanh. Ari 1 cầm đồ không giúp họ clear bird chest nên kết quả bị đấm cho nguyên sàn. Đối đầu với nhà song đấu, ông này reroll Qiyana ở 6 mà chả hiểu sao lại có cả Lee Sin 2.
Kiyana hóa rồ lao vào, liên tục quạt dàn sau. Thầy Tu Mù ở phía trước cũng nhanh chóng hạ gục Thresh. Tiếp đó đến lượt Ken. Syndra nãy giờ được Tigby, Nữ Hoàng Nguyên Tố áp sát nhưng vẫn chống trả thành công. Dù vậy vẫn bị Tristana hạ gục. Kindred 1 cũng không làm được gì hơn, hôn mê mất đi cái chuỗi đáng tiếc. Hội ngộ Timo ở chợ, thêm một sẻng vàng vào tất cả tướng vòng này. Dù ra cuối nhưng anh Huấn vẫn nhanh tay húp được Sivir. Về đến nhà có ngay một ấn định mệnh nữa, dành nó cho On và bỏ được Afe ra khỏi sân. Đối thủ là Lilia thuật sĩ. Đây cũng là bài đấu đang hot trở lại meta sau khi các con cờ bậc 4 được buff. Nhưng nhiều đó cũng không giúp đối phương chiếm được ưu thế trước nhà hôn mê. Dàn tanh của họ bị Ken xoay nhuyễn trong thoáng chốc. Syndra thì sấy như súng máy, quét sạch phần tàn quân còn lại. Tiếp tục hội ngộ Darius và được chọn giữa 20 kinh nghiệm hoặc 10 lượt roll. Bài lúc này đã đủ khỏe rồi nên lấy kinh nghiệm là hợp lý. Tái đấu với Kai'Sa đấu sĩ. Đối thủ này đã tròn bài nên công thủ toàn diện. Kai'Sa xả chiêu, thổi bay On. May mà Ken không phải mục tiêu kế tiếp, anh vẫn được chơi game. Phối hợp với máy sấy Syndra tiêu diệt các mục tiêu trước mặt, cân bằng lại thế trận. Galio nằm xuống nên không còn ai cản bước Ken. Hắn lao ra sau nhưng bị ái nữ sấy bay màu. Vẫn còn cô nàng ném bi, tích từ đầu combat đến giờ nên chỉ một chiêu đã quét sạch nốt. Bầy chim rơi ra máy nhân bản, kiếm và mảnh đồ tự chọn. Sang đến 5.1, up thẳng lên 9 và có được set thay vào chỗ của Yasuo. Vòng này lại đối đầu với một ông Kai'Sa. Galio vẫn một sao nên sớm bị hạ gục. Silas ran đùm đồ đẹp, vẫn cố câu kéo thêm thời gian nhưng cuối cùng vẫn phải nằm xuống. Kai'Sa nãy giờ spam chiêu thỏa thích nhờ Sujin và Mana Drain nhưng sát thương thì không đủ lớn. Syndra vẫn sống sót, càn quét ra sau, thổi bay các xạ thuật sư. Nâng cấp On lên 2, đồng thời bắt được khá nhiều Ken. Vòng này chạm trán với nhà Flex cao cường. Bài đấu toàn các con cờ đắt tiền, nhưng bấy nhiêu đó thôi thì chưa đủ. Dàn định mệnh của Hôn Mê vẫn giành lấy ưu thế triệt để, càn quét toàn bộ rồi tiễn luôn ông này out top. Xào nốt mấy đồng lẻ còn lại rồi cũng lên được set 2. Tài đấu với nhà thuật sĩ thần thoại sau đó, combat diễn ra. Mỏ neo từ Nautilus là không quá đẹp, Syndra vẫn được thoải mái chơi game. Ken dù bị hất tung, nhưng khi đáp đất thì vẫn là nỗi ác mộng cho team bạn. Xoáy nát các mục tiêu trước mặt và càn quét ra tuyến sau. Lúc này chỉ còn lại Lilia, một mình cô không thể chống trả, suýt nữa thì bị tiễn lên bảng. May mắn vẫn còn một máu dễ chết. Vòng chợ, mong đợi Ken nhưng không có nên đành nhặt bốc đồ. Thay form một tí thành 4 pháp sư và giành bốc đồ cho Seth. Round này lại phải đối đầu với Kai'Sa. Set vào combat đã ôm Galio bay ra sau. Những quân cờ mỏng manh ở phía trước cũng nhanh chóng bị Syndra làm gỏi sạch. Galio cố gắng câu kéo cho Kai'Sa nhưng lại một cú ôm đầu lộn ngược từ đại ca khiến hắn bốc hơi. Ai nữ cũng lên bảng ngay sau đó, kết thúc combat. Gặp một nhà cũng chơi định mệnh nhưng xoay quanh bộ đôi Afe và Syndra. Dù vậy đến cuối game mà tay bắn tỉa vẫn chưa 3 sao thì sát thương là không thể đủ. Syndra cũng chỉ một nên không có bất kỳ cơ hội nào để hạ gục được dàn tanh của nhà hôn mê. Giao tranh diễn ra một chiều khi nhà anh Huấn áp đảo hoàn toàn đối thủ. Nhà này đành phải dừng cuộc chơi ở top 4. Trận đấu kéo dài sang 6.1, gặp nhà song đấu mạ vàng. Kiyana vừa bắt đầu đã lao ngay ra sau nhắm vào Ken. Đứng ở vị trí này sẽ bị Syndra focus, nhưng có áo choàng nên cô vẫn thoải mái mà quạt. Tiếp đó quay sang chọn phù thủy ném bi là mục tiêu. Chỉ cần vài đánh thường từ nữ hoàng nguyên tố thì Syndra đã lăn ra chết. Phía trên cũng đang bị Tristana và gấu hạ gục. Cuối cùng thất bại thuộc về hôn mê. Lúc này thì chỉ có Ken 3 mới cứu vãn tình thế. Định bỏ huy vào với hy vọng vẽ Ken sau 4 round nữa. Nhưng hắn đã tự xuất hiện ngay sau đó giúp anh Huấn lên 3 sao cực kỳ đơn giản. Tầm này thì kết quả trận đấu cũng đã rõ. 4 tiền 3 sao thì không thể thua. Test ngay sức mạnh với nhà Kai'Sa cũng chỉ là cái bóng. Nên dù có Ken hay không thì hôn mê vẫn giành chiến thắng. Round tiếp theo mới là lúc gặp người thật. Nhưng nhà Kai'Sa đã biết kết cục của mình và bán hết dàn tướng để thử vận may roll 3 sao. Kết quả thì vẫn không ra nên họ đánh đầu hàng. Nhà song đấu thì gặp bóng của hôn mê. Dù vậy để đối đầu với Ken vẫn là điều không thể. Họ nhận lấy thất bại rồi cũng tự mình kết thúc trận đấu. Vị trí top 1 thuộc về hôn mê. Phải công nhận định mệnh vẫn cực kỳ ổn định trong meta này. Bằng chứng là việc hôn mê đép máu rất khỏe. Thậm chí có chuỗi thắng dài chỉ bằng một form bài cơ bản xoay quanh các định mệnh ở đầu game. Về sau, mọi việc sẽ phụ thuộc vào việc anh em có roll ra được Syndra và Seth hay không. Nếu ra sớm thì chắc chắn vào top. Còn ngược lại, chúng ta hoàn toàn có thể xoay bài. Nếu đủ khéo léo thì vẫn đạt được kết quả ổn áp. Đến đây thì video cũng đã kết thúc. Đừng quên để lại một like, một sub cũng như ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.